Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Phượng sẽ làm một cái mẫu móng nail cực kỳ đơn giản và nhìn rất là dễ thương như thế này nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nào. Hồi nãy thì Phượng đã cho các bạn xem về cái mẫu mà hôm nay mình đã làm rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái găng tay, bởi vì mình làm móng cũng khá là nhiều ấy. Khi mà mình hơi đen nhiều thì cái tay của mình sẽ bị đen bớt, nên mình sẽ dùng găng tay để mình đeo để mình đỡ bị đen tay hơn. Đây, để làm móng thì mình sẽ cắt bớt một chút xíu ở cái phần đầu. Chỉ để thò ra một chút xíu như thế này thôi, để khi mà mình làm móng mình hơ thì tay mình không bị đen. Đó. Mình sẽ dọn bớt cái này. Hôm nay thì Phượng sẽ sử dụng cái móng ướp nha. Cái này thì mình không có xài ấy, mình chỉ tháo ra thôi, nên là Phượng sẽ sử dụng sơn chóc. Ví dụ như các bạn mà muốn học sơn, học làm treo ấy, thì các bạn có thể mua những cái lọ sơn chóc như thế này về. Chúng ta sẽ sơn vào cái móng như vậy. Một lát nữa khi mà khô ấy, thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể tháo ra được. Đó, chúng ta sẽ sơn hết phần móng còn lại nhé. Nếu như mà đây là móng mà các bạn muốn úp để xài luôn ấy, thì các bạn có thể sơn cái bay lên. Các bạn có thể sơn lớp bay lên giống như mình nhé. Sơn một lớp bay lên, hơ treo khô. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng giấy lau treo. Chúng ta sẽ lau bớt cái phần dính đi. Sau đó chúng ta sẽ dán keo lên. Và mình sẽ xài bình thường. Ít nhất chúng ta sẽ xài được khoảng 2 tuần trở lên nhé, mà nó không bị hư móng, keo nó không bị gắn trực tiếp lên móng của các bạn ấy. Cái này thì mình dùng treo chắc để hồi lát mình gỡ ra sẽ. Trong khi mà chờ cái móng của mình nó khô thì mình sẽ sử dụng móng ướp này. Hôm trước thì mình đã có một cái video về tất cả các thể loại móng ướp mà Phượng đã có rồi, thì mọi người sẽ biết chọn móng ướp như thế nào để cho phù hợp, hay là chọn móng ướp như thế nào để các bạn dễ xài, các bạn có thể quay lại cái video đấy của Phượng để coi lại là Phượng đang xài móng ướp như thế nào và các bạn nên chọn móng ướp ra sao nha. Đầu tiên thì Phượng sẽ cái lớp mà chóc của Phượng nó đã khô rồi, thế thì mình sẽ đo móng để dán nha. Về cái móng thì mình sẽ đo những cái móng nó vừa. Móng ướp hiện tại cũng đang rất là hot trên thị trường. Thấy mọi người làm móng ướp rất là nhiều. Khi các bạn làm móng ướp thì chúng ta làm cũng không tốn thời gian này, và cũng đẹp nữa. Đây các bạn thấy không? Khi mà Phượng đưa một cái móng ướp vào như thế này thì y chang như một cái móng thật luôn. Đấy, này. Đó, các bạn thấy không? Là y chang luôn. Nó chỉ khác có một cái là cái viền chỗ này đấy, nó hơi bị dày. Nó hơi bị dày này. Đấy, các bạn thấy không? Nên là khi mà chúng ta đưa cái móng ướp lên ấy, thì chúng ta nếu mà cái phần này chúng ta chọn cái móng mà nó mỏng rồi thì không nói làm gì, nhưng các bạn vô tình mà chọn cái móng này nó dày ấy, thì chúng ta bắt buộc phải mài bớt cái phần này đi để nhìn nó hơi đỡ bị lộ nha. Rồi cái phần da này thì mình sẽ đẩy lên một chút xíu này, mình sẽ đẩy ra một chút xíu đấy. Khi mà đẩy da lên các bạn thấy không, nhìn dáng nó sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ thì mình gắn thì mình sẽ gỡ ra, nên mình sẽ không gắn nhiều keo lắm, mình chỉ gắn vừa keo thôi, và chủ yếu là gắn ở phần giữa này. Đấy, để hồi lát mình tháo cho nó dễ nha, mình không muốn gắn quá nhiều để mình gỡ mà. Các bạn để cái móng nó thẳng này. Nếu như trường hợp các bạn muốn xài lâu ấy thì bắt buộc cái keo các bạn phải cho nhiều hơn một chút.
Và khi chúng ta ịn xuống như vậy á, cái lượng keo nó phải tràn đều ra cái phần móng thì khi mà chúng ta xài nó mới bền được. Cái này thì hồi lát Phượng gỡ ra nên Phượng không muốn xài lâu. Đấy là các bạn thấy không? Y chang móng thật luôn. Và chúng ta đã có một cái móng dài rất là nhanh như thế này. Rồi, tương tự như thế thì Phượng sẽ thua nhanh một xíu, Phượng sẽ gắn toàn những móng khác y chang như vậy nhé. Bây giờ thì Phượng đã gắn xong cái móng của mình rồi, các bạn thấy không? Nhìn như thật luôn. Và để cho cái phần này nó đẹp hơn thì mình sẽ sử dụng một cây giũa nha. Mình sẽ sử dụng giũa để mình giũa lại cho nó về form đẹp một chút xíu. Rồi, xong như thế này rồi. Đây, khi mà mình sử dụng ấy thì các bạn nên dùng một cái bước vờ để các bạn trà cho cái móng này nó hơi nhám một tí nha. Chúng ta sẽ để dùng một cái bước vờ ra nhà nên móng này hơi nhám một tí thì để nó sẽ bám sơn hơn. Ví dụ các bạn xài lâu dài ấy thì nó sẽ phải, các bạn để dùng cái trà nhám như thế này để trà cho nó bám sơn nha. Còn nếu như mà các bạn mà chỉ để học thôi thì mình cũng sẽ có bỏ qua cái bước này, không cần vào nhám cái bước này. Xong xuôi hết như thế này thì Phượng sẽ sử dụng một cái cây chổi phủi bụi. Lúc nào chúng ta cũng phải có một cái cây chổi phủi bụi nha. Những cây chổi như thế này cũng khá là quan trọng bởi vì chúng ta sẽ phủ được hết tất cả những cái bụi ở phía khe, phía góc, phía đầu móng. Còn nếu mà chúng ta chỉ vỗ bụi nhẹ nhàng ấy, thì nó sẽ không bay hết bụi được. Và khi chúng ta sơn ấy, có thể những cái hạt bụi đấy nó sẽ dính lại ở trên cái bề mặt móng tay như vậy này, nó rất là khó chịu. Cái móng này mình cắt hơi nhám. Rồi, bây giờ là đến bước sơn. Ở đây thì Phượng sẽ có hai ngón này Phượng sẽ trang trí nha, còn ba ngón kia thì Phượng sẽ sơn màu đỏ. Và trước khi mà sơn ấy, thì Phượng sẽ sử dụng bay nha. Đây là lọ bay mà Phượng vẫn hay sử dụng này. Mình sẽ sử dụng bay để mình sơn toàn bộ cái phần móng này trước. Sau khi mà sơn xong thì Phượng sẽ sử dụng máy hơ treo mà mình sẽ hơ đèn trong vòng 60 giây nhé. Hôm nay thì Phượng sẽ dùng màu đỏ D&D 635 và một thạch, ở đây mình dùng một thạch của Vendini. Cái màu này, cái chai này á, rẻ lắm luôn á, hình như có hai mấy ba chục ngàn một chai à. Và một cái màu nữa là bo bo, mình sẽ sử dụng màu bo bo BL04. Cái màu này nó có mã là 29 nha. Đó. Mình sẽ dùng 3 màu này. Rồi, D&D 3635 thì mình sẽ sơn 3 cái nhóm màu đỏ nhé. Cái màu đỏ này nó có rất là đậm luôn.
khi mà sơn thì chúng ta phải khéo léo đưa từ trên xuống dưới nha. Cái sơn treo thì tất nhiên là nó sẽ không bị sọc như là sơn thường rồi, nhưng các bạn cũng lưu ý là mình sơn được càng tròn đầu thì càng đẹp, móng thật hay móng giả đều vậy đó. Rồi mình sẽ sơn mấy ngón kia y chang như vậy nhé. Hơi đèn xong thì Phượng tiếp tục sơn nước thứ hai nha. Đây, khi chúng ta sơn nước thứ hai thì cái móng này nó bắt đầu đã nhìn thấy nó tự nhiên rồi, nó không còn lộ phần bên dưới nữa. Cái màu này nhìn rất là hợp da luôn ấy. Bạn nào mà thích màu kiểu hồng nhẹ nút ấy thì các bạn có thể chọn cái màu bo bo này, bởi vì màu bo bo này nhìn ấy, cái tay nó sáng hẳn lên ấy. Rồi, tương tự như thế thì mình cũng sơn màu đỏ luôn nha. Ba cái ngón màu đỏ thì Phượng sẽ sơn top lên luôn, còn hai cái ngón kia mình sẽ trang trí. Ở đây mình có một hột kim tuyến màu hình vuông như thế này. Đây các bạn thấy này. Rất là sáng luôn. Bây giờ mình sẽ trang trí chung với lại cái móng nha. Và cái đây. Mình sẽ trang trí hai cái ngón này, ba ngón kia thì mình sẽ sơn top. Và tương tự y chang như vậy thì mình sẽ sử dụng top này, mình sử dụng top bóng này, mình sẽ sơn ba ngón kia nhé. Sau khi mà Phượng hơi đèn xong thì mấy ngón này nó hoàn toàn đẹp rồi. Mình sẽ không sợ khi mà mình sơn mình đụng vô hay mình làm dơ nữa. Bây giờ chỉ còn hai ngón này thôi. Bây giờ mình sẽ trang trí. Ở đây mình có một số những kim tuyến như thế này. Đầu tiên thì Phượng sẽ sơn lên nếu mà mình sơn bay lên đây á thì cũng được thôi, nhưng mà chúng ta phải sơn một lớp bay thiệt là mỏng thôi nha mọi người. Bởi vì khi chúng ta sơn dày á thì nó dễ bị trôi lắm. Chúng ta sơn một lớp mỏng thôi. Một lớp mỏng
để cho nó có bộ độ bám dính thôi, chứ trước khi mà chúng ta sơn dày ấy, thì nó sẽ bị trôi mất. Khi chúng ta để ghim tuyến lên nó sẽ dễ bị trôi, nên chúng ta sơn một lớp thật là mỏng thôi nha. Thật là mỏng nha. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái kim tuyến như thế này. Mình sẽ bỏ ra đây một chút xíu này. Ở đây mình bỏ ra thêm một tí bay này. Để chúng ta chấm cho nó dễ nha. Chấm cái này cho nó dễ. Đó. Mình sẽ xếp. Mình sẽ xếp thẳng như thế này. Mình căn chỉnh lại cho nó thẳng, sau đó mình sẽ đưa vào hơ treo nhé. Mình làm xong như thế này có một bước rất là quan trọng này. Ở đây mình có một cái chai hard gel. Khi mà mình làm như thế này, mình muốn cái nó giữ bám ấy, thì mình sẽ sử dụng cái chai này để mình sơn lại một lần ở trên cái bề mặt móng để cho nó bám chắc những cái kim tuyến này của mình, nó không bị chóc nhé. Khi chúng ta sơn lên ấy, thì cái ghim tuyến này của mình nhìn nó rất là đẹp. Rồi, sơn xong thì mình sẽ hơ đèn nhé. Hồi nãy là mình quên quay á, Phượng có một cái chai thạch gạo ban đầu mà Phượng đã giới thiệu cho mọi người ấy, thế là Phượng mới sơn một lớp thạch gạo lên đây, thế là cái kim tuyến của mình ấy nó sẽ từ màu thạch gạo nó chuyển sang một cái màu hơi gạo gạo như thế này, nó chuyển từ cái màu mà hồi nãy là màu sáng ấy, nó chuyển sang một cái màu như thế này, rồi mới là mình sẽ hơ đèn nó sẽ ra như thế này nha. Rồi sau khi mà sử dụng xong thì Phượng sẽ sử dụng màu vẽ, hôm nay mình sẽ sử dụng Dreamy màu 03, tức là màu đen, mình sẽ vẽ một cái trái tim nha. Phượng sẽ dùng một cây cọ nét vẽ như thế này. Khi mà tất cả các gel vẽ của mình ấy, khi mà mình dùng á, thì cái dầu nó sẽ nổi bên trên và cái chê màu nó sẽ bị xuống dưới thì nó rất là đặc. Nên khi mà chúng ta vẽ hay chúng ta sử dụng màu gel vẽ hay chúng ta cần phải đảo hết cái màu lên nha. Đảo lên thì chúng ta mới vẽ được, nó mới đẹp được. Làm cho cái cọ vẽ của mình nó đẹp hơn thì mình sẽ sử dụng cái cục đá như thế này. Đây là cục đá mà Phượng cũng hay xài này. Đó. Mình làm cho cái cây cọ của mình nó mềm hơn. Rồi, sau đấy thì mình vẽ những trái tim nha. Bây giờ thì mình vẽ những trái tim như thế này. Mình không cần vẽ những trái tim đều nhé. Mình sẽ vẽ những cái đường bất kỳ.
Rồi, bây giờ gần xong rồi. Ở đây vẫn có một cái hũ kim tuyến rắc nhỏ xíu như thế này. Mình sẽ lấy một chút xíu kim tuyến ở đây nha. Cái hũ kim tuyến của mình ấy, hồi nãy ấy, mình có lấy một ít bay ra cái này này. Mình sử dụng cái bay á, mình cho vào cái đầu của cái bút chấm bi nha. Sau đó chúng ta sẽ chấm một ít cái đầu này. Đã xong rồi, bây giờ thì mình sẽ kết thúc bằng cách mình sơn top lên cái hai cái ngón này là xong này. Sơn top mình sẽ khóa lại toàn bộ cái lớp bay, lớp treo của mình. Phượng vừa hoàn thành xong bộ móng này mọi người. Rồi, mời mọi người xem lại nhé. Cực kỳ đơn giản thôi và rất là phù hợp, đơn giản cho những ngày Tết. Nếu như bạn nào mà không muốn làm dài như thế này, chúng ta có thể cắt ngắn bớt đi thì cũng rất là xinh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Nếu mà thấy video hay thì ủng hộ Phượng cách bấm like, subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người, bye bye.